Những ngày qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tổ chức cá nhân đã và đang cùng nhau góp chút sức, gửi chút tình vào những nơi bị cách ly phong tỏa. Rất nhiều mô hình cách làm hay đã xuất hiện để san sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn. Tổ chức quyên góp, ủng hộ, tặng các phần quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, người lao động bị mất việc vì Covid-19 là một trong những hoạt động thiết thực lúc này. Vòng tay Việt, một chương trình thiện nguyện do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cùng nhiều đơn vị vận động với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp cá nhân cũng được hình thành từ đây. Những chuyến xe chở đầy quà gồm nhu yếu phẩm thiết yếu như thế này cứ lăn bánh không ngừng từ một địa điểm tập kết ở quận 3 tỏa đến những nơi cách ly phong tỏa vì Covid-19 để phát cho dân nghèo. Ở hầu khắp các quận huyện, từ Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, quận 3, 4, 5, 6, 8, 11, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức. Những nhu yếu phẩm này phần nào đó sẽ giúp người dân nghèo sống được trong lúc khó khăn. Tổng cộng đến thời điểm hiện tại đã có gần 15.000 túi quà đã được trao tại các điểm phong tỏa, các khu lưu trú, nhà trọ công nhân lao động nghèo, các quận huyện. Chiếc xe lưu động đưa tới những cái nơi theo thứ tự là yêu cầu của các địa phương. Mỗi một ngày như vậy sẽ trao 750 phần quà cho 3 địa điểm trung bình như vậy. Và mỗi một phần quà thì là cái trị giá của nó khoảng 200.000 đồng. La Suco Group với nhãn hàng Lavina Food đã có nhiều hoạt động kịp thời và thiết thực tặng hơn 20.000 thùng sữa gạo đất dầu protein đến y bác sĩ và bệnh nhân tại các bệnh viện trên toàn quốc, các liên đoàn lao động có công nhân gặp hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tiếp sức cho các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung như bệnh viện dã chiến Củ Chi. Chương trình Vòng Tay Việt do Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, những sản phẩm như sữa gạo lứt, dầu protein, Odita và nước dinh dưỡng tế bào mía là dòng sản phẩm hoàn toàn thiên nhiên với giá trị dinh dưỡng cao. Các sản phẩm dinh dưỡng này sẽ giúp tiếp sức nặng, thêm năng lượng, nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cho các y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch và bệnh nhân, đồng thời lan tỏa những điều tốt đẹp. Nằm lòng có đóng góp cho chương trình Vòng Tay Việt thì vừa sản phẩm vừa tiền, bản thân tôi nghĩ rằng là mình làm doanh nghiệp, xã hội cho mình được nhiều, cho mình có được ngày hôm nay, mình có được công ty, mình làm ra của cải vật chất, đến lúc nào đó mình cũng phải quay lại mình hỗ trợ được cho xã hội. Mà khi mà đại dịch như vậy chính là thời điểm thích hợp để chúng ta hỗ trợ ngược lại cho xã hội. Thì không chỉ chương trình Vòng Tay Việt mà chúng tôi còn làm rất là nhiều chương trình khác ở Đồng Nai, ở chương trình ví dụ như chương trình Sát Cánh Gia Đình Việt cũng chuyên đi hỗ trợ những gia đình nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, rồi xây cầu, rồi xây trường học. Chúng tôi cũng hỗ trợ những chương trình như là góp tiền mua vaccine của chính phủ. Với bà con sống trong các khu vực phong tỏa, cách ly hay hạn chế đi lại, việc ăn uống sinh hoạt trong giai đoạn hiện nay là vô cùng bất tiện. Do đó, chính sự giúp sức, hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, các đơn vị từ thiện là sự động viên to lớn để họ cùng đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn thiếu thốn hiện nay. Bên chúng em cũng như thế là cách ly, giãn cách xã hội lâu nay cũng khó khăn, thì bên Vòng Tay Việt các anh giúp em như thế là tặng quà chúng em xin cảm ơn. Tình trạng dân trọ em thì cũng nhiều người thất nghiệp, công nghiệp người ta là công việc là đa số là làm công nhân không à, thế là lâu nay là cũng nhiều người thất nghiệp. Qua Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng Covid, 300 phần quà này tôi xin thay mặt cho Ban Thường vụ Liên đoàn Người Lao Giáp xin cảm ơn những tấm lòng vàng đã gửi những cái tình cảm, những cái món quà thật ý nghĩa đến cho người lao động để bị ảnh hưởng dịch Covid, nhằm giúp cho người lao động là giải một phần khó khăn trong cái đợt bùng phát dịch Covid lần thứ tư này. Nói rằng là những cái món quà là đem đến những cái cuộc sống cho người lao động có một cái góp một cái phần cuộc sống ổn định trong cái đợt dịch này. Những cái tấm lòng, những cái chân tình, tình cảm rất là quý, và cũng mong muốn rằng là Hội sẽ tiếp tục là hỗ trợ chăm lo thêm cho người lao động là quận Gò Vấp nói riêng và cả thành phố nói chung đang trong cái khó khăn này. Như lời vị lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp, cảm ơn rất nhiều những tấm lòng của các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã ủng hộ tiền mặt, sản phẩm để giúp đỡ người nghèo và các y bác sĩ tuyến đầu trong đợt dịch. Bên cạnh đó, chương trình Vòng Tay Việt cũng nhận được rất nhiều sự đóng góp âm thầm, lặng lẽ của các cá nhân trong suốt chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ chương trình Vòng Tay Việt, còn đó rất nhiều tấm lòng thơm thảo luôn biết sẻ chia vì cộng đồng. Và dù đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thế nhưng tình người, lòng tương thân tương ái, đồng cảm với nhau vẫn đang tiếp tục được lan tỏa. Trên nhiều khu phố con hẻm ở thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngàn phần xôi đã được phát đến tận tay người lao động nghèo. Đây là những phần xôi của công ty xuất ăn công nghiệp Thảo Hà ủng hộ miễn phí cho người nghèo nhằm sẻ chia với bà con giúp nhau phòng dịch. Anh Nguyễn Thanh Toàn làm nghề chạy xe ôm tự do là một hộ nghèo ở phường Hiệp Bình Phước, cầm trên tay tấm phiếu mua hàng với khuôn mặt rạng rỡ. Gần tháng nay anh không làm ra tiền từ nghề xe ôm của mình. Với anh Toàn, những phiếu mua hàng ở siêu thị mini không đồng này sẽ giúp cho gia đình anh khá nhiều trong một tháng tới đây. Tôi thì đến đây mua đó để sử dụng, con cái là mấy ngày qua hết nghiệp mà không có làm được thì mua để dành sử dụng trong gia đình trong mấy ngày Covid, dầu ăn với lại gạo, với lại bột ngọt, với lại sữa. Tôi xin cảm ơn những cái doanh nghiệp cái mà lo cho cái người dân trong cái ngày Covid-19 vừa qua. Còn đây, cứ mỗi 15 giờ chiều, chiếc tủ lạnh đặt trước căn nhà ở quận Bình Thạnh lại phát huy hết công suất. Ai cần cứ tự nhiên mở tủ, lấy bất kỳ món đồ nào mình thích, gồm rau, củ, quả, thịt, trứng, giúp mọi người chế biến cho bữa cơm gia đình. Tất cả hoàn toàn miễn phí. Cái này trứng cho tốt cho sức khỏe, có dinh dưỡng, bí này cũng vậy, tốt cho sức khỏe, có dinh dưỡng mà. Giúp cho người ta được ngày nào hay bữa đó, nhiều khi ta cũng khó khăn lắm. Nhất là ở nhà thuê nữa, không có tiền lắm. Đặc biệt khi mà chúng tôi trao tặng cái thực phẩm mà họ về chế biến, nó sẽ giúp cho họ là có được cái việc mà họ chủ động hơn trong cái việc chế món miếng mình ăn, họ có thể giữ trữ xa hơn nữa. Trong khi đó, tại giáo xứ Tân Sa Châu, phường 2, quận Tân Bình, một kệ ATM lướt sóng siêu nhanh, không tiếp xúc cũng kịp ra đời để hỗ trợ những phần xôi, gạo, bánh mì cho người nghèo. Những ống nhựa này dài khoảng 1,5 m, đặt ngay trước cổng nhà thờ. Khi có người đến nhận quà, người bên trong bỏ vào ống nhựa, sản phẩm sẽ tự chảy ra. Cả quá trình cho và nhận rất nhanh gọn, không có cảnh đông đúc xếp hàng. Kinh phí thì trước hết là giáo xứ, rồi cái thứ hai nữa là bà con ta thấy chúng tôi làm thì họ cũng mỗi người góp một chút. Bao lâu còn kinh phí thì còn làm hết kinh phí thì chúng phải chịu thôi. Phải chịu chung thôi, thì giờ thì còn làm được thì chúng tôi vẫn làm để giúp đỡ cho bà con. Những khoản đàng hoàng, phát thường xuyên như vậy thì cũng nhờ vậy cũng đỡ khổ bất dùng nào, cũng chút đỉnh, cũng đỡ lo, thì miếng ăn ngày trưa đã có sẵn rồi. Và còn rất nhiều mô hình khác nữa mang đầy tính nhân văn. Có thể nói, chưa bao giờ thành phố Hồ Chí Minh lại có nhiều mô hình nghĩa tình đến vậy. Không chỉ là doanh nghiệp mà còn rất nhiều người dân đã tham gia góp tiền, góp thực phẩm. Đó là những thông điệp đầy ý nghĩa, đầy yêu thương giúp thành phố Hồ Chí Minh đi qua những ngày khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra hiện nay.